qua cái mệnh đề thứ nhất của huynh Ái Quốc, nay gần đến Long Phi Xà Dĩ, cảnh gian nan bá tánh hầu kề, thấy chúng sanh còn hởi say mê, cùng chỉ rõ đường tà nẻo chánh. Qua bốn câu mà huynh đã hỏi thì để mở màn trong cái buổi sinh hoạt hôm nay, chú Ngô muốn đổi lại cái vị trí mở hàng, thì muốn mời huynh lên để huynh chia sẻ cái ý của mình qua bốn câu ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý đồng đạo, đồng đạo Ái Quốc hả? Ái Quốc đã hỏi bốn câu ở trong quyển nhì, nay gần đến Long Phi Xà Dĩ, cảnh gian nan bá tánh hầu kề, thấy chúng sanh còn hởi say mê, khùng chỉ rõ đường tà nẻo chánh. Thưa quý vị, thì quyển nhì là quyển sám giảng mà Đức Thầy đã viết vào ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Tổ Đình, lúc Đức Thầy còn ở tại Tổ Đình. Đức Thầy viết ba quyển sám giảng mà chỉ có trong thời gian rất là ngắn, quý vị, trong thời gian 8 ngày, chúng ta thấy là rất là nhiều cái câu giảng trong này mà Đức Thầy đã viết chỉ có trong một cái thời gian rất là ngắn, chỉ có 8 ngày thôi mà viết tới ba quyển sám giảng. Ngày 12 thì viết cái quyển nhì, tới ngày 20 tháng 9 thì viết quyển tư. Và trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy đó mà viết tới ba quyển sám giảng, chúng ta thấy là rất là nhiều. Nay gần đến, nay tức là ngày nay, tức là lúc mà Đức Thầy viết cái quyển này nè, Đức Thầy cầm bút viết nè, gần đến tức là cũng đã sắp đến rồi. Long phi tức là rồng nó bay, xà dĩ, dĩ tức là đuôi, xà dĩ tức là con rồng á, năm rồng mà nó đi qua rồi, tới cuối năm rắn. Nay gần đến Long Phi Xà Dĩ có nghĩa là ngày nay á, lúc mà Đức Thầy viết cái quyển sám giảng này nè, gần cuối năm rồng rồi, tới năm rồng gần qua rồi, và gần tới cuối năm dĩ, năm rắn rồi. Thì rất là nhiều cái sấm mà tiên tri về cái chuyện mà long dĩ của gì, chúng ta tìm thấy được ở trong sấm trạng trình đó, có một cái bài cũng nói về cái việc mà thế chiến thứ hai xảy ra đó, là long dĩ xà đầu khởi chiến tranh đó. Long dĩ tức là cuối cái năm rồng, xà đầu tức là đầu của năm rắn, khởi chiến tranh là bắt đầu khởi chiến tranh ra, tức là năm 1940, năm 1941 là chiến tranh nó ác liệt rồi đó. Rồi can qua xứ xứ khổ đau binh, Mã Đề Dương Cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Thì đó là cái bài thơ mà cái bài sấm của ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiên tri về cái thế chiến thứ hai. Và hôm nay đây Đức Thầy cũng đã nhắc lại cái lời tiên tri đó, nay gần đến Long Phi Xà Dĩ, tức là ý nói là những cái lời tiên tri trước kia đó đã gần tới rồi. Cảnh gian nan bá tánh hầu kề, cảnh gian nan tức là cái cảnh khổ đau của chúng sanh, là do thiên tai, do địa ách, do chiến tranh, do chết chóc, do bệnh tật, đủ mọi thứ hết. Bá tánh tức là ý chỉ là tất cả mọi người, hầu kề tức là sát một bên rồi. Nay gần đến Long Phi Xà Dĩ, cảnh gian nan bá tánh hầu kề, tức là nay gần đến cuối năm rồng, năm rồng đi qua và cuối năm năm rắn, và chúng sanh thì sắp cái cảnh khổ của chúng sanh khắp kề một bên. Tức là ở đây là ý là Đức Thầy muốn tiên tri cho thế chiến thứ hai, thì năm 1940, bắt đầu năm 40 đến năm 41, rồi dài đến năm 45. Thấy chúng sanh còn hởi say mê, thấy chúng sanh tức là Đức Thầy thấy chúng ta nè, thấy chúng sanh mình còn hởi say mê, tức là còn quá say mê theo mùi tục lỵ đó. Nếu mãi say xưa mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn nê hà đó, tức là say mê theo cái cuộc đời mộng quyển này nè, say mê theo văn minh vật chất, ham mê theo ngũ dục đó, danh sắc tài thị thực, thấy chúng sanh còn mãi say mê. Khùng chỉ rõ đường tà nẻo chánh, khùng tức là danh xưng của Đức Thầy. Trong thi văn giáo lý chúng ta thấy là Đức Thầy sử dụng rất là nhiều cái danh xưng, xưng khùng ở trong quyển nhì nè, đúng là trong quyển này Đức Thầy xưng khùng, hoặc là trong bài Diệu Pháp Quang Minh chẳng hạn, Đức Thầy cũng có xưng khùng trong đó.
Khùng chỉ rõ, chỉ rõ tức là chỉ một cách tường tận rõ ràng, đường tà nẻo chánh tức là đâu là tà, đâu là chánh, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là ác chẳng hạn. Thì thấy chúng sanh còn hỡi say mê, tức là thấy chúng sanh còn quá say xưa theo cái mùi tục lỵ ở trong cõi đời này nè, cho nên Đức Thầy mới ra đời. Đức Thầy chỉ rõ đâu là đường tà, đâu là nẻo chánh, để người ta biết đâu là con đường đi về cõi trời, đâu là con đường đi về cái cõi cõi đời Thượng Quân Thánh Đức, đâu là con đường đi về cảnh giới cực lạc của tòa, của Đức Phật A Di Đà. Và Đức Thầy cũng chỉ đâu là những con đường mà đi về đến những cái cảnh giới của ba đường ác chẳng hạn, để cho chúng ta biết rõ đường tà nẻo chánh, để chúng ta phân biệt chúng ta đi. Nó tóm lại là bốn câu giảng này nó chia làm hai mệnh đề ngang đồng đạo ái quốc. Hai câu đầu thì Đức Thầy cũng đã cho chúng ta biết là cái tiên tri, cho chúng ta biết là cái năm 1940 và năm 41 á, là cái năm mà chiến tranh, thiên tai, địa ách, dịch bệnh xảy ra chết chóc rất là nhiều. Năm rồng nó đi qua, đến cuối cái năm rắn đó, thì cảnh gian nan bá tánh hầu kề, tức là cái người dân chịu quá nhiều cái khổ đau do rất là nhiều thứ, do thiên tai, địa ách, do con người, do chiến tranh, do bệnh tật chẳng hạn. Rồi Đức Thầy một cái mệnh đề khác là thấy chúng sanh còn hỡi say mê, tức là thấy chúng sanh, thấy con người chúng ta đây nè, thấy mình đây nè, là còn mãi say xưa theo cái mùi tục lỵ quá đi, quá say xưa, quá ô nhiễm cuộc đời này, quá ham nhiễm trong cái ngũ dục ở thế gian. Cho nên khùng mới chỉ rõ đường tà nẻo chánh, khùng tức là Đức Thầy mới ra đời, đem cái chánh đạo vô vi chân truyền để chỉ dạy chúng ta tu hành, đâu là đường tà, đâu là nẻo chánh, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là ác, để chúng ta biết đường mà chúng ta tu tập. Thì đó là nội dung của bốn câu giảng trong quyển nhì mà đồng đạo ái quốc đã hỏi, và MC xin được trình bày cái ý hiểu của mình như vậy. Xin được gửi mic lại cho David, và kính mời quý vị chúng ta có ý nào khác thì kính mời quý vị bổ sung thêm. Xin được gửi mic lại. Nam mô A Di Đà Phật.